Vòng chung kết của B336, dự án đào tạo nhóm nghệ sĩ toàn năng. Kính thưa quý vị, chúng ta đã trải qua vòng thứ nhất, đó là vòng thể hiện chất giọng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai, vòng mà các thí sinh phải vừa biểu diễn chất giọng kết hợp với vũ đạo. Và một tràng pháo tay cho 29 thí sinh của chúng tôi. Và để nhận xét các tiết mục biểu diễn của các thí sinh, chúng tôi có hai ban giám khảo. Thứ nhất, đó là thành phần ban giám khảo chủ nhà. Họ là những người huấn luyện viên đã cùng theo với dự án từ những ngày đầu tìm kiếm và đào tạo cho các bé trong thời gian vừa qua. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Bắc, biên đạo múa Hiền Sơn. Chưa dừng lại ở đó, còn một ban giám khảo rất đặc biệt, họ là những vị giám khảo phản biện lần đầu tiên được xem các thí sinh biểu diễn. Nhà báo Minh Đức, nghệ sĩ MC Quyền Linh, ca sĩ Subin Hoàng Sơn. Thưa quý vị, ở ghế ban giám khảo vẫn còn trống một chỗ. À, không biết vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là ai? Xin mời. Lắm lúc em nắm đôi tay và hứa sẽ mãi yêu chi anh đây. Từ khi hôm qua nơi này lòng anh thấy vui biết mấy. Rồi nắng sớm mới em vẫn chưa vời, con tim vang tiếng ca vui cười vì em mang niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời. Nào đâu chẳng được bấy lâu lại phải xa cách nhau, có nén nỗi đau khi cơn mưa ngâu vùn vỡ. Đêm về lại mơ, sớm dậy lại bờ vờ, còn xa em lại nhớ. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em không thể phải phôi. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì em xa em quay ngày nay chỉ còn bóng tối, chờ đợi ngày mai chờ. Chờ một ngày tương lai chờ, ngày ta đừng sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai, cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Con đường dài, con đường dài, con đường dài, con đường dài lắm, con đường dài lắm. Đếm, 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 đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày trôi. Biết em giờ còn nhớ về anh hay nhớ về ai? Bao ngày thật là dài khiến không có em bên cạnh. Em mới thấy rất da lạnh. Mà làm sao cho em hiểu hiểu thấu khi mình không ở bên nhau. Man, Wednesday, then Friday, Saturday, Sunday, ok, all week. Anh chẳng thể nào nghĩ về em hay nghĩ về ai. Nỗi buồn thì anh không thể đếm, nỗi nhớ em thì lại càng tăng thêm. Ngọt ngào đôi mà không thể nếm, phải làm sao khi không em mỗi đêm. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em không thể phải phôi. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì yêu em xa em quay ngày nay chỉ còn bóng tối, chờ đợi ngày mai chờ. Chờ một ngày tương lai chờ, ngày ta đừng sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai, cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Chờ một ngày tương lai chờ,
ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Vị giám khảo nào đây các con? Với bầu không khí nồng nhiệt như thế này thì Onlyc có cảm giác như thế nào? Dạ, đầu tiên là phải vui rồi. Rất vui ngày hôm nay được tới đây, được ngồi với các anh các chị, được nghe các em hát rồi được trình bày lời nói của mình, nhận xét của mình đến các bé. Có thể là trong tương lai biết đâu được là các bé sẽ là đồng nghiệp của mình. Dạ. Cảm ơn Onlyc rất nhiều. À, cảm ơn chị. Tôi muốn hỏi không biết là hai ban giám khảo trước khi bước vào vòng 2 thể hiện chất giọng kết hợp với vũ đạo thì các cô chú có vài lời khích lệ tinh thần cho các thí sinh của chúng ta như thế nào? Chú Minh Đức. Cái vòng ngày hôm nay ấy, thì phải để cho những cái bạn hoặc là gần thế hệ nhất với các em ấy nói. Đó là âm nhạc của các bạn ấy, đấy, thời đại của các rồi. Bạn ấy. Những lời khuyên của các bạn ấy sẽ rất là có giá trị cho tại các bé ngày hôm nay. Em và các Tường thì luôn mời hai cái người lớn tuổi wow. trước để có nói gì. Thành điều nhạy cảm như thế. Rồi hai bạn trẻ người ta sẽ nói sau. Kính lão đắc thọ hai con. Dạ, mời chú Quyền Linh. Chú cũng có một vài cái lời chia sẻ với các con. Thường biểu diễn đó các con, không phải bữa nào mình biểu diễn tốt đâu. Những người nghệ sĩ chuyên nghiệp có đôi khi họ diễn hoài luôn, nhưng có những bữa họ diễn không ra gì hết con. Đừng buồn vì điều đó. Vấn đề chỗ là các con có niềm tin với chính các con, tự tin về những điều mình đang làm, và như thế các con sẽ thăng hoa trên sân khấu. Rồi, hãy là chính mình, không hết mình trên sân khấu các con nha. Dù là một phút cũng phải hết mình, thổi lửa vào. Chú Sobin. Anh Sobin, anh cứ mấy nhỏ. Anh chỉ có một lời động viên, đó chính là các em hãy quên hết những cái điểm số và nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn ngày hôm nay thì quan trọng là anh muốn lưu ý những cái bạn mà thi top đầu tiên và những cái bạn thi top cuối cùng là hai cái top mà sẽ phải gặp nhiều những cái tâm lý và cái căng thẳng nhất định. Thì top đầu tiên thì anh hy vọng rằng các em sẽ giữ được cái bình tĩnh, hít thở thật sâu. Và những cái bạn ở cuối thì tuy là sẽ phải chờ, sẽ phải rất là mệt, nhưng mà các em sẽ phải biết điều tiết cái sức khỏe của mình làm sao để dù chờ đến cuối nhưng mà các em vẫn đủ sức để phần thi của mình vẫn hoàn thành tốt. Cảm ơn anh Subin. Chắc là các thầy cô cũng nên có một lời khích lệ cho các cháu. Đội bên chính diện này cũng... Cái này phản diện à? Bên này cũng phải để ưu tiên cho tuổi trẻ. Và xin mời anh Lê Quang. Hôm nay là cái ngày mà thi về vũ đạo thì Lê Quang xin nhường lại lời động viên cho bạn Hiệp Sế. Ngày hôm qua là cái vòng phô diễn chất giọng. Thì đến hôm nay thì là bọn em sẽ hát và thể hiện phong cách của mình với vũ đoàn. Thì có một điều nho nhỏ thôi, chỉ mong là các em cố gắng làm được như những gì các em đã tập. Có thể là sai sót một chút vì phải hát, phải nhớ bài này kia nọ, nhưng cái chính là bọn em vẫn phải đảm bảo được tiết mục và vẫn phải đảm bảo được giọng hát. Bọn em phải làm cho anh và các anh chị ở đây thấy được cái khả năng của tụi em làm chủ sân khấu và vũ đạo ra sao. Nói chung là tụi con giữ vững năng lượng, cháy hết mình trong ngày hôm nay. Yeah, yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, đó là vòng thi thể hiện chất giọng kết hợp với vũ đạo. Với thí sinh đầu tiên, Diệu Hân, 14 tuổi, đến từ Ninh Thuận với bài hát Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè. Màu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Diệu Hân, cô gái bé nhỏ đến từ Bình Thuận đã gây ấn tượng với giọng ca ấm áp, có sở trường về dòng nhạc dân ca và những ca khúc ballad nhẹ nhàng. Chuẩn bị cho phần biểu diễn tại vòng chung kết, nội dung hát kết hợp với vũ đạo. Việc lựa chọn ca khúc và sự biến thân dù có mộc mạc của cô gái bé nhỏ này lại gây bất ngờ hứng thú cho ban giám khảo. Anh thì là chết, chỉ như vậy thôi. Con rất là thích cái thái độ động tác của con, và con thể hiện cái thái độ đó, nó vào với nhịp nhạc, nó vào với lời hát. Ánh mắt của con làm cho người ta vừa nghe vừa nhìn nó rất là thích thú. Nhìn con rất là thú vị, rất là đáng yêu. Con nên tập một cái tổ hợp nào đó để mà mình khoe là mình có thể nhảy chất luôn. Nhấn nhá, con rất là thích. Cô gái bé nhỏ này liệu có thể tiếp tục phát huy những lời khen đó? Cho tôi xin một ly trà đá, gốc phố nơi tôi hay về qua.
cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui buồn, cho tôi linh trà chanh và nhiều đá, giống như khi tầm năm tầm ba, mong hôm nay đừng không buồn quá, có ai cùng tôi trà đá vỉa hè, mấy chiếc kế thấp về ly trà ai bảo là không sang, nghe anh nghêu ngao khúc ca đời vui là mấy. Và có những lúc đắng cay muốn quên đời bao nỗi tình toàn, rồi tôi sẽ đến ngay gặp nhau Hà Nội trà đá vỉa hè. Nhấp trên môi ly trà tôi thấy tôi không nhỏ nhen và bon chen, rất nhiều lại sao bình yên những phút khi bình minh yeah. Và thấy bao điều ta dường như đã quên, ôi chuyện xưa cho năm nay, vẫn những khi ta cùng nhau ngồi uống Hà Nội trà đá vỉa, cho tôi thêm một ly trà đá, đi khương dương cho cô bạn tôi đang xem men ngồi buông vừa chém gió, đêm với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không nguyên từ nay, chắc tối nay có hẹn người yêu, thôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi Hà Nội không vội được đâu. Giờ này anh đang ở đâu, đâu có ly trà đá, anh em mình nói chuyện đôi câu, chưa đây chuyện nghề, chuyện tình bạn rồi đến chuyện tình yêu, có bè có bạn trà đá bỗng thân hơn rất nhiều. Hà Nội của tôi, Hà Nội của anh, Hà Nội của chúng ta bên nhau, chúng ta tâm tình, chúng ta có trà đá, chém gió với một đời thì cũng kệ nó. Một ly trà đá, đông như khi tôm năm tôm ba, mong hôm nay đừng không vội quá, có ai cùng tôi trà đá vỉa hè. Mấy chiếc kế thấp về ly trà ai bảo là không sang, nghe anh nghêu ngao khúc ca đời vui là mấy. Và có những lúc đắng cay muốn quên đời bao nỗi tình toàn, và tôi sẽ đến ngay gặp nhau Hà Nội trà đá vỉa hè. Nhấp trên môi ly trà tôi thấy tôi không nhỏ nhen và bon chen, rất nhiều lại sao bình yên những phút khi bình minh yeah. Và thấy bao điều ta dường như đã quên, nỗi chuyện xưa chuyện hôm nay, vẫn những khi ta cùng nhau ngồi uống Hà Nội trà đá vỉa hè. Nhấp trên môi ly trà chuyện hôm nay, vẫn như khi ta cùng nhau ngồi uống Hà Nội trà đá vỉa, cho tôi thêm một ly trà đá, đi khương dương cho cô bạn tôi đang xem men ngồi buông vừa chém gió, đêm với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không yên từ nay, chắc tối nay có hẹn người yêu, thôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi Hà Nội trà đá vỉa hè. Thấy con quậy quá, quá sức chém gió luôn. Dạ thưa cô là trước khi hát thì con cũng hơi run, nhưng mà khi vô hát rồi không biết sao nó không có run hả? Tốt đúng không? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo, Mai Thảo, 13 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, với bài hát Hát với chú ve con. In free, I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. Mới 13 tuổi, nhưng Mai Thảo đã tạo ấn tượng cho khán giả bởi hình tượng nữ tính khá trưởng thành trong phong cách và giọng hát. Và để chuẩn bị cho phần thi hát kết hợp vũ đạo, cô gái này quyết định có màn biến thân thay đổi hình ảnh hoàn toàn. Và con có đầu tư vũ đoàn rồi tập luyện với vũ đoàn nhưng mà các cái điểm nhấn nó chưa có đã, và khi con hát, con vừa hát vừa nhảy, con nên chọn lọc cái lúc con nhảy nha, chứ để thôi con bị đuối, người ta xem á, người ta sẽ không có chăm chút điều đó. Thế này nữa là có những chỗ mà em quên động tác và em đang mải hát hay là mải feel gì đấy thì em phải tiếp tục biểu diễn, chứ em đừng cố bắt theo vũ đoàn, nó sẽ bị lộ ra cái sự mất tự tin của em mà lộ ra cái ánh mắt, thì cố gắng đừng để lộ ra điều đấy và tập trung vào hát. Cái thể lực trong giọng hát phải để ý là đến 1/3 bài cuối là hầu như tất cả đều hụt hơi, các nốt trầm không nghe thấy, phải tập thêm rất nhiều.
Nếu mà em cố gắng tập luyện thì tỷ lệ đậu cũng sẽ cao. Cô gái này có thể khắc phục những khuyết điểm của mình để chinh phục hai ban giám khảo tại đêm chung kết chính thức. Đừng mong trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mong trong tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú bé, bé con, đời cho ta lời ca hát để yêu người, và người cho ta lời ca hát để yêu đời. Thiết tha đó trắng bỗng nhớ tiếng hát em, mây lang thang hoài để bầu trời thêm vàng. Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng vâng khuâng hoài tựa chưa muốn quên. Đừng mang trong lời ca những nỗi yêu phiền, chiếc lá bông xanh hoa chú bé nhỏ để ngày ngày ca hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hơi chú bé nhỏ ngày đêm hát ca, hơi chú bé nhỏ. Đến với phần thi của Minh Phúc, 16 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh với nhạc phẩm One in the Million. Mấy bạn bằng tuổi con thì thường chọn cái dòng nhạc là nhạc trẻ, nhạc pop ballad, nhưng mà lại con lại hát nhạc bolero với cả dòng nhạc xưa. Bạn bè nó cứ kêu con là sao mày già quá. Thời gian như ngừng trong tê tái. Cây chút lá quấn theo chiều mây. Từ bolero, nhạc trữ tình rồi dân gian đương đại, cậu bé Minh Phúc vẫn thực sự xác định được dòng nhạc yêu thích và phong cách âm nhạc thực sự phù hợp với bản thân. Bé thích hơi nhiều dòng nhạc, cả bolero, cả country, cả pop, thỉnh thoảng là hip hop, và thỉnh thoảng bây giờ là tropical dance cũng có luôn. Và việc trong thời gian ngắn phải thay đổi hoàn toàn để thích nghi với một phong cách mới, tập luyện vũ đạo là thử thách không nhỏ với cậu bé này. Đâu ai biết mình quên động tác đâu, từ khi mình tự đầu thú. Cô thấy là con có muốn chứng tỏ cái phong cách của mình, chứng tỏ cái thái độ riêng biểu diễn của mình. Nhưng mà con phải hết sức cẩn thận nha, phải chọn ra cái hay ho nhất mà làm, chứ không thôi con bị đuối. Con đang muốn thể hiện nhiều cái quá trong một cái vài phút như vậy. Các cái động tác di chuyển qua lại á, con nên tiết chế và chọn lọc lại. Những cái động tác bạn đưa vào chưa đúng lúc và chưa đúng chỗ làm hát bị hụt. Chúng ta đang cố gắng làm biến mình thành một vũ công biết hát, không phải chúng ta là ca sĩ với phong cách vũ đạo.
Liệu cô bé này có thể thực sự làm mới mình mà gây được cú lội ngược dòng ngoạn mục trên bảng điểm tổng sắp? Jet setter, go getter, nothing better. Hey, call me Mr. Beer Dandan. Top model chicks to your everyday hood rat. Less than all but more than a pill, but they never met girl like you. Been all over the world, been a little bit of every time, a little bit of everywhere, with a little bit of everyone. All the girls I've been with, things I've seen, it takes much to impress. But shut up, you go, it make your soul stand up from all the rest. Baby, I could be in love, but I just don't know, don't know. Maybe one thing is for certain, whatever you do is working. All the girls don't matter, in your presence can do what you do. There's a million girls around, but I don't see no one but you. Girl, you're so one in a million. You are, baby, you're the best I ever had, best I ever had. And I'm certain that there ain't nothing better, no, there ain't nothing better than this. But you're not the regular girl, but you don't give a damn about the look. Talking about what I can do for you, but you can do it for yourself. Even though that ends so, baby, cause my dog don't know how to end. But that independent thing I'm with, all we do is win, baby. I could be in love, but I just don't know, don't know. Baby, one thing is for certain, whatever you do is working. All the girls don't matter, in your presence can do what you do. There's a million girls around, but I don't see no one but you. Girl, you're so one in a million. You are, baby, you're the best I ever had, best I ever had. And I'm certain that there ain't nothing better, no, there ain't nothing better than this. Diamond girl, only one in the world, just one of the kind, she's mine. All that I can think about is what this thing could be. A future, baby. Maybe you're one of a kind. That means that you're the only one for me. The only one for me. Baby, cause you're so one in a million. You are. Maybe you're the best I ever had. Best I ever had. Certain that there ain't nothing better, no, there ain't nothing better than this. Thanh Hiển, ngày hôm qua là con rất là trữ tình, rất là lãng mạn bên cái chiếc đàn piano. Let it be, let it be. Và ngày hôm nay cô tin chắc chắn rằng phần thi của con sẽ làm cho tất cả các ban giám khảo là phải giật mình. Vốn rất tự tin với khả năng vũ đạo của mình, trong ngày tập giờ kiểm tra đánh giá tiết mục cho đêm chung kết, em Út Thanh Hiển đã thực sự khiến toàn bộ ban giám khảo đào tạo phải bùng nổ. Khi mà bài hát đầu tiên em ngồi kia rất ngoan, rất hiền. Sau đấy là em quậy tung rời ở cái bài thứ hai. Con lừa cô chú ở đây ha, nhưng mà mọi thứ con làm trên sân khấu á, nhìn chịu không được luôn. Cái tại vì con bản chất và có cái duyên, có cái ánh sáng ở trên sân khấu rồi, nên con làm cái gì nhìn cũng rất là cưng và rất là đặc biệt. Con tự tin chưa? Dạ con cũng hơi run, nhưng mà con sẽ không cháy có run. Hết mình run sao mà cháy, đồng ý không? Dạ đồng ý. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của Thanh Hiển, 12 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, với nhạc phẩm Mặt Trời Bé Con. Liệu cô bé đáng yêu này có thể tiếp tục giữ vững phong độ, khuấy động bầu không khí của đêm thi chính thức?
cả từng giấc mơ. Ngày xưa cũng như bé tuổi con thơ, tôi vẫn thường trộm nghe nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn. Thì chúng ta sẽ đến với một cô bé rất là dễ thương, rất là đáng yêu nhưng mà cũng rất là cá tính. Cá tính, trẻ trung, xinh xắn. Nhưng việc chọn một ca khúc chưa thực sự phù hợp cho vòng thử giọng đã khiến Bích Ngọc chưa nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo. Bích Ngọc, anh cảm thấy em có một cái gì đấy hơi không thoải mái khi em hát. Giống như kiểu là em định đi ra kia nhưng mà em lại chột, em lại không đi, em lại đứng lại. Đó là một ca khúc quá khó để mà mình truyền tải cái thông điệp mà giọng hát mình. Nhưng khi đến với phần thi hát kết hợp vũ đạo thì cục diện có vẻ như sẽ có thể thay đổi. Có các bạn trình diễn chung rất là phù hợp lứa tuổi. Mặc dù là cái bài này của cô Tóc Tiên nó rất là máu lửa ha, và con làm nó không máu lửa gì kém hết. Một điều cô nhắc nhỏ cái nào, con chưa có những cái nhấn nhá để con nổi bật trong các bạn rất là dễ thương của con. Mình là ca sĩ, mình là diễn viên chính, mình phải điều khiển mọi thứ trên sân khấu của mình. Con thiếu những cái điểm tinh tế mà để cho mọi người nhìn mình á. Còn lại điều mà biểu diễn xuất sắc này có thể được tái hiện và chinh phục hai ban giám khảo khó tính và khán giả tại đêm chung kết. Đêm nay hơi ấm sẽ nồng nàn, mang tới cho không gian chút nắng chưa tràn. Từng ngày dài vẫn mãi chưa ngồi ngoài, ôm kính những vẻ dài mà anh mãi mãi. Cho tôi mang những tiếng hát dày mê, để mê thương cho bao nhiêu cuộc đời. Này đến bên tôi cũng hát và lên à la la la. Cho mê mang thương bao nhiêu con tàu, quên đi hôm qua bên đêm ồn ào. Hãy đến với tôi đón chào ngày mai. Chờ đón từng đàn chim bay về tìm nơi đây bình yên. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trong đêm bình minh, ngập tràn hương sông, nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui đợi chờ ánh nắng ngập tràn lung linh đẹp xinh. Và hãy hát sẽ giữ cùng tôi những yêu thương.
giấc mơ. Là mấy cô chú xem 5 cái tiết mục biểu diễn vừa rồi thì cảm thấy như thế nào ạ? Chú Minh Đức, chú không nói là em chuyển, em cắt chú, em chuyển qua đây luôn á. Không, cắt được chị ạ. Ai không nói được, nhưng anh Minh Đức là phải nói. Đừng yên tâm đi, không phải chú Minh Đức mà cũng đóng vai ác đâu. Các bé hôm nay làm rất là tốt, một cái sự lột xác và rất là bất ngờ. Và có lẽ hôm nay cái không gian này nó mới đúng là không gian mà các em được tung hoành. Cái này tôi trách các thầy các cô. Mấy thầy anh ghê quá. Mà anh đúng là những tay phù thủy dữ dội. Chỉ có một thời gian quá ngắn mà các anh đã thay đổi toàn bộ cục diện hết trơn á. Nó thay đổi một cách kỳ diệu. Cái tâm chính diện nó khác phản diện. Hôm nay thật sự là chú nổi da gà hết từ phần biểu diễn đầu tiên cho đến phần cuối á con. Có lẽ là những ngày đầu các con hát đơn á, hình như tay chân các con còn hơi loạn hoạng, không biết để đâu hết. Nhưng khi các cô chú bên kia thổi hồn vào những cái vũ đạo, những cái tình thiết vào những cái bài hát, tự nhiên các con sống động ngay. Chú thấy rằng một Diệu Hân rất là bản lĩnh, mắt rất là sắc, rồi một Minh Phúc vẫn những cái lãng tử như hôm trước ha, nó nhẹ nhàng, con diễn như là không diễn vậy. Chỉ có điều là cái giọng hát á cần nó phải chắc hơn nữa, khỏe hơn nữa. Minh Phúc chọn một cái bài hát mà anh rất là thích của nam ca sĩ Neo, nhưng mà cái phần thể hiện của mình đó, nó cần phải tự tin hơn nữa, ánh mắt của mình cần phải diễn, với lại là cô gái thì phải thể hiện được cái sự sexy của mình, thể hiện được cái sự đàn ông của mình đối với bạn ấy. Mình đang tỏ tình mà, đúng không? Anh rất là thích bạn này ở một cái là bạn có cái giọng em rất là biết tiếp thu, và anh biết là em rất là feeling và rất là đam mê vào những cái bài hát của em. Mỗi khi em thể hiện một bài hát nào đấy thì em luôn luôn nhập tâm rất là nhiều, nhưng mà cái bài One in a Million này thì em hát chưa tốt. Ở cái vòng thi trước ấy thì chú có nhận xét về Minh Phúc khá là nghiêm khắc, bởi vì chú nghĩ rằng là một người có cái nội lực và giọng hát tốt như Phúc lẽ ra cần phải biết làm gì đối với cái bài hát của mình, nhất là những cái bài nó có cao trào hay không, có cao trào thì phải nhấn vào, còn không có cao trào thì phải tạo ra cao trào cho nó. Nhưng mà hôm nay ấy, với cái bài này ấy, cái điểm yếu của Phúc lại nằm ở cái điểm như thế này. Dường như ấy, Phúc vừa hát vừa nhìn các giám khảo để xem mọi người có thích hay không, cho nên là hoàn toàn không có sự tập trung vào bài hát. Anh Olysi nhận xét như vậy đấy là còn nhẹ chán, là không có sự ăn ý với. Baby, you're the best I've ever had, best I've ever had. Một cái bài hát nó cứ đều đều như thế thì nó rất cần về cái biểu diễn để nó tạo ra cái ấn tượng của mình, nó biến thành của mình, nhưng mà Phúc không làm được cái điều đấy. Phúc cứ băn khoăn, cứ vừa hát vừa nhìn xem là bên này bên kia, mà giám khảo mà là
cố tình mặt nghiêm nghiêm cái là bắt đầu hồn vía hoảng lên, là sợ là không diễn được nữa. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phần trình diễn của mình. Trong một màn trình diễn đôi khi nó có thể có cái lỗi đi một tí, có thể kém đi khi một tí, nhưng mà cái thành công nhất là cho người nghe một cái cảm tưởng là mình đang sống trong bài hát. Và hôm nay thì trong nhóm này có hai bạn làm được điều đó thôi, đó là Thanh Hiển và Diệu Hân. Các bạn cho cảm tưởng là bài hát đó nó hoàn toàn là của mình, nó không phải là một cái bản sao của ai khác cả. Thì hôm nay hai bé làm rất là tốt. Bên Hiển thì khỏi nói rồi, phải nói là một bài hát dành cho người lớn, nhưng mà con đã đem một cái trong vắt của tuổi nhí vào đó, tự nhiên nó hòa vào thành một cái bài hát khác. Mà chú thấy trong đó là bao nhiêu ký ức lại tràn về với chú con ạ. À, hôm nay con thật là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Em rất là đáng yêu, tự tin nè, tự nhiên nè, diễn rất là tốt. Tới thần thái của em trên sân khấu á, làm cho mọi người cuốn hút. Nhất là em tới em giao lưu với lại ban giám khảo, nhất là giao lưu với anh, em cũng cảm thấy cái sự tự tin của mình trong cái ánh mắt của em. Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi. Ngoài kia có chú bé trèo cánh me mà xòe tròn lắng nghe. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê. Có ba điều mà tạo nên một phần thi rất là hoàn hảo, đó chính là hát tốt, vũ đạo tốt và chọn bài phù hợp. Và anh không còn điều gì để nói nữa. Chúc mừng em đã có một phần trình diễn quá thành công. Thế là đủ rồi. Bạn Thanh Hiển và bạn Bích Ngọc là hai bạn nhảy đẹp hơn cả vũ công, và hát cũng rất là tốt luôn. Hôm nay con xuất sắc với Ngọc. À, chú không nghĩ con thăng hoa như vậy. Hôm trước con chỉ có một thôi, hôm nay con đến 10 và hơn nữa. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui đợi chờ ánh nắng gặp tràn lung linh đẹp xinh. Mình nên để ý một chút xíu về chính tả, còn lại tất cả mọi thứ em đều làm rất tốt. Nhìn em có một nét rất kiêu sa, khi mà em nhìn thì em đứng trên sân khấu ấy, anh đoán chắc chắn luôn về sau này em sẽ tỏa sáng. Em Hà Nội trà đá và vỉa hè có chọn một cái bài làm khó chính mình. Thứ nhất thì tại vì cái quãng lên xuống của bài này á, nó không đều, nó lên xuống rất là nhiều, cái quãng nó có lúc hơi treo, có lúc thì hơi trầm. Tuy nhiên thì cái tự tin, cái thần thái của em làm cho cái ca khúc này anh cảm giác là anh muốn nhún nhảy theo, hát theo được luôn. Thì đó là cái thành công của mình đã làm rất tốt. Anh cũng hơi tiếc cho em là bởi vì em là thí sinh đầu tiên, thực sự anh cũng rất là kỳ vọng vào em. Anh thấy về phần vũ đạo thì em chưa đầu tư nhiều lắm, nhảy hơi lệch so với cả vũ đoàn. Và giữa bài hát thì về giọng hát của em có phần hơi chênh so với cả phần beat. Nhưng mà tất cả mọi thứ anh có thể quên đi, bởi vì em đã có một phần trình diễn đầu tiên có sức hút. Hy vọng rằng em sẽ cố gắng hơn. Bạn Mai Thảo, em có đầu tư về vũ đạo hơn, nhưng mà vẫn cần phải để ý phần giọng của em, về phần cuối bài của em. Càng ngày em nhảy nhiều quá, thế là cồn hơi của em bị yếu đi, và càng về cuối bài em hát càng yếu. Thể hiện vũ đạo, thể hiện thể hình trên sân khấu là gì? Là đôi khi nó chỉ cần là một cái búng tay, hoặc một cái nháy mắt này, hoặc là một cái phủi tay, nó cũng là một phần trong cái hình thể vũ đạo của em trên sân khấu. Đôi khi những cái nghệ sĩ thế giới, người ta chỉ cần một vài cái động tác nhỏ thôi, người ta cũng đủ cuốn hút. Nhảy là phải đều và phải dứt khoát động tác ra, phải chắc thì nó mới đạt được hiệu quả của phần vũ đạo. Bởi vì nếu không thì đứng trên sân khấu, rất là nhiều người trên sân khấu mà mỗi người nhảy một kiểu và các thứ nó loạn xị ngẫu lên thì mình rất là khó để nhìn vào ca sĩ chính. Dạ, cảm ơn các chú, các anh. Chú Bách. Dạ, hôm qua thì bên chính diện thì đã cảnh cáo bên phản diện rồi là hôm nay mọi việc nó sẽ khác. Thì rõ ràng nó khác rồi mà nó sẽ càng ngày càng khác, cho đến cuối cùng nó còn khác nữa. Nhưng cái vấn đề là đầu tiên là phải nói là cũng không phải là do các thầy nhiều lắm, mà là do các con rất là cố gắng. Và đặc biệt là tất cả năm bạn đầu tiên này thì thầy phải khen các con là các con rất thông minh. Sau những cái góp ý dù nhỏ dù lớn với bản thân mình thì các con đều đã thay đổi và làm tốt hơn rất là nhiều. Ở đây có những bạn chưa có quen vũ đạo, ví dụ như Phúc hay là Diệu Hân. Và cái việc mình diễn trên sân khấu thì các con chưa có kinh nghiệm nhiều. Nhưng cái vấn đề là các con đã tiếp thu rất là nhanh. Chú thực sự là chú bất ngờ với Phúc. Bởi vì Phúc ở cái vòng trước á, rất là xù xì, rất là tự nhiên chủ nghĩa. Nhưng mà hôm nay thì con đã bắt đầu con nhập tâm được với bài hát. Phúc đã hiểu được cái ngôn ngữ cơ thể nó rất quan trọng. Mặc dù mình không cần phải làm quá nhiều, như anh Subin đã nói rồi, nhưng cái ngôn ngữ, cái thần thái nó rất quan trọng. Phúc thì trông to con thế này thôi, nhưng mới 16 tuổi, vừa mới đang ở độ tuổi giữa của cái chu kỳ dậy thì. Nên là cái việc mình chưa hoàn toàn sexy là đương nhiên thôi. Ít nhất là con đã thể hiện cho mọi người thấy là con đã lột xác so với chính mình. Cái đấy mới là quan trọng. Còn những bạn còn lại thì thầy nghĩ là các con đều đã làm tốt hơn rất nhiều so với cái lần trước các con thể hiện. Và thầy trân trọng những điều này. Chú Lê Quang chỉ nói rằng là
các con đã làm hơn những điều mà chú Lê Văn thấy ở những buổi tập, rất là mừng. Và lúc coi các con diễn thì chú nói chị Vương Thanh là thấy các con nhảy là chị Vương Thanh bó tay, không có cách gì nhảy được hết. Chị Vương Thanh là muốn gì làm đó thôi, đúng không? Cô giống phố, thích gì làm đấy. Dạ, chúc mừng các con. Hôm nay là cái top đầu tiên này là một cái top rất là xuất sắc, khác hẳn so với cái buổi trước Diệu Hân. Thì thật sự giống như anh Subin nói thì là em hơi ít về cái phần vũ đạo rõ ràng, và một số cái em vẫn kiểu bị trượt nhạc, có thể là do cái phần hát, em tập trung quá vào phần hát, nhưng cũng ok không sao khi mà em là một người thi đầu. Mai Thảo, thật sự là anh thích cái phần trình diễn của em ngày hôm nay, kể cả về giọng hát và vũ đạo. Ok, là em khác hẳn với những cái buổi trước. À, Minh Phúc, thật sự ngay lúc đầu là anh kiểu wow, nhưng mà ngay sau đó thì anh lại thấy nó bị trôi, nó không còn tập trung, đôi lúc phải bớt động tác đi một tí, anh thấy nó bị thừa ấy. Không, thực ra là cái thừa này cũng không phải là bởi vì Phúc làm nhiều quá, mà là bởi vì các cái động tác nó chưa có trọng tâm và nó chưa dứt khoát, thành ra là mọi người cảm giác nó chưa tới thì thành ra nó thừa thôi. Tức là con nó giống cô, chỗ thích làm gì thì làm đấy, nhưng mà cô là có tính ở chỗ là vậy, là khi mà mình hát là mình sẽ bớt nhảy để con tập trung vào hát, và hát xong rồi bắt đầu mình mới đưa những động tác xuất sắc. Thật sự đó, con rất là có nhiều lợi thế, giọng hát con tình cảm, cái hình thể con nhảy rất là đẹp. Mình phải tìm một phương pháp lúc hát là mình hát cho thật là tốt, những động tác rất nhẹ như anh Subin đó là chỉ cần gạt gạt thôi, nhưng mà tới lúc mà con phải có những cái chỗ mà trống riêng để cho con nhảy, giống như Hiển làm được điều đó rất là tốt. Thật sự đó, con rất là có nhiều lợi thế, giọng hát con tình cảm, cái hình thể con nhảy rất là đẹp. Thảo á, con nhảy dễ thương, con theo đội hình vũ đoàn rất là tốt, nhưng mà khi mà con hát á thì lại không có tình, cho nên là mình vẫn phải đặt cái tình cảm vào đó để cho cái bài nó vừa tha thiết mà mình nhảy vẫn nhạc vui, vẫn có tình cảm nha con. Còn riêng con á, cô muốn con mới lên một chút xíu nữa, vì mình vẫn rập khuôn theo những cái gì đó không chưa được mới, con phải có một cái mới của con thì con mới xuất sắc với các bạn được. Chúc mừng tụi con nha. Cảm ơn những lời nhận xét của hai ban giám khảo của chúng ta. Rồi, chúc mừng các con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ hướng lên màn hình để xem tổng số điểm của các thí sinh đã trình diễn. Thí sinh Diệu Hân rất là bản lĩnh, mắt rất là sắc. Cái khoảng lên xuống của bài này á, nó không đều. Em chưa đầu tư nhiều lắm, nhảy hơi lệch so với cả vũ đoàn. Nhà báo Minh Đức 9,5, tác giả Olysi 9, MC Quyền Linh 10, nhạc sĩ Lê Quang 9,7, ca sĩ Phương Thanh 9,2, và tổng số điểm là 74,4. Thí sinh Mai Thảo nhảy là phải đều và phải dứt khoát động tác ra. Khi mà con hát á thì nó không có tình. Ca sĩ Subin 9, nhạc sĩ Olysi 9, MC Quyền Linh 9,7, nhạc sĩ Lê Quang 8,8, biên đạo Hiền Sến 9,5, và tổng số điểm của Mai Thảo là 73. Thí sinh Minh Phúc. Rồi, một Minh Phúc vẫn những cái lãng tử như hôm trước. Cái phần thể hiện của mình cần phải tự tin hơn nữa. Nhà báo Minh Đức 8,5, ca sĩ Subin 9, nhạc sĩ Olysi 8, MC Quyền Linh 9,6, ca sĩ Hoàng Bách 8,75, biên đạo Hiền Sến 8, và tổng số điểm là 69,35. Thanh Hiển. Bên Hiển thì khỏi nói rồi, em rất là đáng yêu, tự tin nè. Anh không còn điều gì để nói nữa. Chúc mừng em. Nhà báo Minh Đức 9,5, ca sĩ Subin 10, nhạc sĩ Olysi 9,5, MC Quyền Linh 10, nhạc sĩ Lê Quang và biên đạo Hiền Sến 10, với tổng số điểm là 79. Bích Ngọc nhảy đẹp hơn cả vũ công. À, chú không nghĩ con thăng hoa cứ như vậy, mọi thứ em đều làm rất tốt. Nhà báo Minh Đức 9, ca sĩ Subin 9,8, nhạc sĩ Olysi 8,5, ca sĩ Phương Thanh 9,6, biên đạo Hiền Sến 9,5, và tổng số điểm là 74,95. Và chúng ta cùng nhìn lại tổng số điểm của năm thí sinh. Đứng đầu là Thanh Hiển 79, Bích Ngọc 74,95, Diệu Hân 74,4, Mai Thảo 73, và Minh Phúc 69,35. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đợt thi thứ hai của vòng thi hát kết hợp với vũ đạo. Là một trong hai thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình, nhưng Ngọc Phụng đã khiến ban giám khảo phải thực sự kinh ngạc với màn khoe chất giọng của mình. Và ngay cả trong phần chuẩn bị cho đêm thi hát kết hợp vũ đạo thì giọng ca vẫn là điểm nhấn sáng nhất của cô bé này. Em rất là tự nhiên rồi giọng hát, và anh nhìn thấy bé này có cái tính chất diva ở trong đấy. Nghĩa là mặc dù là cái phần nhảy của con chưa có bài bản nhiều, nhưng mà cái thần
của con trên sân khấu khi con diễn á, con thể hiện được đúng là con hát cái bài Raw theo đúng cái phong cách của con mà nó hay, con không bị copy ai cả. Cái điều đó là một người nghệ sĩ rất là cần và con có cái điều đó. Và cái giọng của con thì từ tầm thấp, tầm trung, tầm cao con đều xử lý được tốt hết. Nhớ là luôn luôn là phải hát tốt. Liệu cô em Út này có thể khắc phục được những thiếu sót trong vũ đạo và phong cách biểu diễn để có được phần thi hoàn hảo nhất? I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, I'll grate politely. I guess that I forgot I had the choice. Let you put me past the breaking boy. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Lighten, I'm gonna shake your ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than the lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar, 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 you're gonna hear me roar. Now I'm floating like a butterfly, stinking like the bee on the stripe. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Lighten, I'm gonna shake your ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than the lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar, 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 you're gonna hear me roar. Trình diễn mà cô ở dưới cô nhìn thấy là chú Quyền Linh tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn con nè, cô Phương Thanh là đắc ý cười nhìn con, như vậy là con đã rất thành công rồi. Dạ, khi trình diễn xong phần thi của mình thì con cảm thấy rất là thoải mái và rất là vui, và con xin cảm ơn ban giám khảo và khán giả đã ủng hộ cho con ạ. Chúc mừng con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thí sinh tiếp theo, Việt Tiến 17 tuổi đến từ Hà Nội với nhạc phẩm Sorry. Gây ấn tượng đẹp trong lòng ban giám khảo và khán giả với ngoại hình lãng tử và giọng ca ngọt ngào. Những tướng chàng trai Hà Nội đủ Việt Tiến sẽ có một hình tượng hoàn hảo. Tuy nhiên, vì em khi nhảy về hát cùng một lúc bao giờ, điểm yếu nhất của em thì cái điểm hiện tại là vũ đạo, như kiểu là con cào cào ấy ạ. Sẽ cố gắng để tập luyện thật nhiều để có thể nhớ bài, và lúc vừa nhảy vừa hát thì vẫn đủ cột hơi để làm tốt phần thi của mình.
Liệu trong một thời gian ngắn, chàng trai này có thể khắc phục được điểm yếu của mình? You gotta go, I can't read out of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apology. I hope I don't run out of time, cause someone call referee. Cause I just need one more shot, I have a Katniss. I know you know that I make no mistake, maybe once or twice. But once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem all myself tonight. Can we both say the word and forget this? Is it too late now? Say sorry. Cause I'm missing more than just your body, yeah. Is it too late now? Say sorry. Yeah, I know I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. I take every single piece of the blame if you want me to. Cause you know that there is no innocent one in this game for two. So I go, and there you go, I don't spill the truth. Can we both say the word and forget it? Is it too late now? Say sorry. Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now? Say sorry. Yeah, I know I let you down. Is it too late to say sorry now? I just trying to get you back on me. Cause I'm missing more than just your body, yeah. Is it too late now? Say sorry. Yeah, I know I let you down. Is it too late to say sorry now? Too late to say sorry now. I'm sorry. So sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yeah, I know I let you down. Is it too late to say sorry now? Bạn Ngọc Phụng hát bài Raw rất là tuyệt vời. Thật sự nói đây là một bài hát rất là khó hát của ca sĩ Katy Perry đó. Nhất là cái đoạn Raw mà luyến xuống rất là khó thể hiện. Mà bạn làm rất là tốt. Em làm anh cảm thấy nổi da gà ở dưới, anh ngồi anh cảm thấy nghe sướng. Phê nó quay qua nhìn giám khảo thì mặt ai cũng có vẻ là mãn nguyện như thế nào đó. Nhưng mà thật sự là anh cảm giác là chọn cái bài hát mà mình thích nghe đã là một thành công rồi. Mà hát để cho mình thích, mình cảm nhận cái phần nhìn cả phần nghe thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Và Việt Tiến thì cái ca khúc Sorry của bạn cũng là một ca khúc mà anh Phúc cùng thích. Và cái phong cách ăn mặc của em cũng giống với lại Justin Bieber. Có lẽ là chắc là thần tượng của em. Nhưng mà cái phần vũ đạo của mình đó thì mình nên lưu ý. Phần hát là quá tốt rồi, nhưng mà cái phần vũ đạo đó anh cảm giác nó hơi bị thều thào. Không, nó không được cứng cho lắm, nó không được chắc động tác cho lắm. Thì mình nên lưu ý cái phần vũ đạo. Bạn rất là đẹp trai, ăn mặc rất là chất, cái gu chọn nhạc cũng rất là văn minh. Vậy thì mình phải tự tin, mình thể hiện những cái động tác vũ đạo nó phải chắc hơn. Thì cái đó thì chắc là tương lai sẽ làm được. Anh Hoàng Sơn, ngày hôm nay là anh chủ yếu thiên về phong cách của bọn em nhiều hơn. Tại vì ngày hôm nay có kết hợp với vũ đạo mà. Thì cái chuyện hình thể và cái phong cách trên sân khấu của bọn em vẫn làm anh quan tâm nhiều hơn. Với bạn đầu tiên là bạn Phụng thì em đầu tiên em phải sửa cái dáng người của em. Em hát em bị gù lưng này, phải thẳng lưng lên. Còn những cái đoạn trong cái bài này em có thể, ví dụ như em đã hát và em kết hợp với vũ đạo rồi, những cái đoạn luyến khó em bỏ qua đi, em hát
Xong rồi đoạn sau em nhảy. Em đang mải hát mà em tập trung cả nhảy nữa, nên là nhìn động tác của em rất là hời hợt. Bạn thứ hai là bạn Việt Tiến. Em có một lợi thế là em rất cao, mặt em rất sáng, rất là hợp với sân khấu. Nếu mà em chịu khó trau dồi thêm thì sau này chắc chắn là em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cái quan trọng là trong bài hát, phần cao của em hơi yếu. Đoạn đầu hình như em hát sai lời nhịp. Cậy mình hát rồi. Có phải em soi hơi ghê không? Ghê. Chết. Thôi, tại vì em cũng hát bài này rồi. Nên là... Thôi, em thuộc về phản diện, em cứ nói thoải mái. Không phải không? Em thích bạn ấy mà. Vòng đầu tiên anh rất là thích em luôn. Tại vì em hát R&B giống anh, cũng kiểu thế, cái màu giọng giống ấy. Phần nhịp phải để ý hơn nữa. Vũ đạo phải tập thêm với cả các vũ công nhiều hơn để mình có một cái lợi thế về vũ đạo nữa thì em quá là tuyệt vời luôn. Tới hai chú già. Đội hình trẻ nhất đó chứ. Đây chú già gần nhất nói trước, bé Phụng. Ở vòng đi trước thì chú có nói rằng con có một cái trời phú cho con một cái giọng tự nhiên nó rất là khỏe. Và con vẫn đang ở cái giai đoạn là bắt trước những cái người đi trước thôi. Nhưng mà ở cái vòng này thì chính cái bắt trước đây nó lại giúp con có lợi thế. Bởi vì một cái bài rất khó như thế thì con tập trung con bắt trước và con làm cho nó đúng tỉ mỉ, đúng như bản gốc á. Và chỉ cần hát lên bằng cái giọng của riêng con thôi thì nó đã là thành công rồi. Vì từ cái bài đó rất là khó mà con làm chuẩn xác y như thế, y như bản gốc rồi đó, đã là giỏi rồi. Cho nên là phim này nó rất là một cái yếu tố gây bất ngờ. Bởi vì nếu mà con tiếp tục hát một bài Việt Nam nữa thì chúng không bất ngờ đâu. Nhưng mà con hát một cái bài như vậy bằng một cái phong cách đáng yêu như thế, dễ thương như thế, và quan trọng nhất là bằng cái giọng rất là khủng của một cô bé 11 tuổi. Thế còn về Tiến thì anh Olysi góp ý về cái vũ đạo, thì chia sẻ thêm rằng chính cái vũ đạo đấy nó cũng ảnh hưởng đến cái phần hát của em đấy. Tức là khi mà em không thoải mái với tay chân của mình thì nó ảnh hưởng đến cái phần hát, nó làm cho cái bài hát của em nó bị rời rạc theo cái động tác đấy. Đấy, cho nên là đấy là cái điều là cần chú ý, đừng để những cái đấy nó ảnh hưởng đến cái hát của mình. Dạ, cảm ơn chú. Chú Bình Linh. Mày dễ thương ấy. Chú già nhất. Đúng rồi, chú già nhưng có nhiều người bên kia già hơn. Thế này nè ha. Chú nghĩ con 11 tuổi á Phụng. Chú vẫn suy nghĩ hoài luôn. Tất cả con rất là tốt, tất cả mọi thứ. Nhưng mà chú vẫn có cái mong muốn này nè. Các thầy, các cô ở đây á, làm sao làm cho con trẻ trung chút xíu, cho nó bớt già so với tuổi con chút xíu. Chứ tất cả mọi thứ đều tốt rồi. Chỉ có cái tươi hơn, cái trong kẹo, nó thiếu cái chỗ đó thôi. Chú Linh nghĩ rằng các thầy cô nên chọn bài nào đó cho nó... Thật ra cũng hồn nhiên hơn, đúng rồi. Cũng rất trẻ con mà, cái do cái giọng thôi. Đúng rồi. Chỉ biết làm sao được, cho nó cái giọng lớn như thế thì nó phải hát thế chứ sao giờ. Việt Tiến, thật sự chú mê con thiệt. Con lên sẽ có con sáng lắm con. Con rể được không anh? Hả? Không có. Giọng hát con cũng rất là thu hút. Nếu con rèn luyện giống như nãy các chú dặn con á, thì con sẽ tỏa sáng đấy ha. Dạ, cảm ơn các ban giám khảo phản biện. Bây giờ tới phiên Minh Chính Diện. Nãy giờ tụi con là nhận được rất nhiều lời nhận xét rất có giá trị cho tụi con, đúng không? Bây giờ cô chỉ nói vậy nè, hay trên sân khấu là chuyện bình thường, dở trên sân khấu cũng là chuyện bình thường, nhưng duyên trên sân khấu mới là quan trọng. Tụi con hát tốt, nhưng mà cái duyên nó còn thiếu một chút xíu nữa. Tụi con biết cái gì không? Một sự sâu sắc. Sâu là sâu trong cái trình diễn của mình, gọi là kết nối từ hình thể cho tới giọng hát. Tụi con vẫn còn bị thể hiện bằng bề ngoài hơi nhiều, và nội tâm tụi con còn phải hòa quyện với cái bề ngoài nữa, thì tụi con mới thật sự là một tiết mục hoàn hảo. Hôm nay các con hát tốt, rất là tốt. Khuyết điểm thì phải có, bé Ro hát hay quá, quá xuất sắc. Không thể gì bàn cãi về giọng hát của con hết. Đầu tiên mà chú phải nói là chú Minh Đức là cũng may mắn là mấy lần chú Quyền Linh đập tay vậy mà tay chú Minh Đức không đáng để trên bàn. Tiến, chú sẽ không nói về cái việc là con chưa biết nhảy, cái chuyện đấy là ai cũng thấy rồi, đúng không? Nhưng ít nhất là con có cái thần thái sân khấu, và chỉ một thời gian rất là ngắn con đã thay đổi được, con đã làm được một số động tác, thì theo chú như vậy là cũng có tiến bộ rất là tốt. Mà bạn Roar, thực sự là chú vẫn thấy là con đúng lứa tuổi của mình ấy chứ. Nhưng có cái là cái giọng hát của con nó trưởng thành sớm quá. Mọi người cứ nói về chuyện đó nhưng chú thấy là hôm nay con hát tốt. Với bạn Ngọc Phụng thì thật sự là anh cần hơn nữa về vấn đề vũ đạo. Khi em có thể nhìn thấy những bạn khác là làm như thế, nhưng mà cái của em rất ít. Chỉ gọi là di chuyển sân khấu và có những động tác đơn giản để cùng với vũ đoàn. Việt Tiến thì là anh không quan tâm đến vấn đề là vũ đạo em được học hay chưa. Nhưng mà cái hấp dẫn ở em là những cái động tác hình thể như Subin nói vừa nãy. Những cái phủi tay và những cái đi lại của em nó đã rất là chất rồi. Anh dùng từ chất để diễn tả về cái ngôn ngữ hình thể của em.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm của thí sinh Ngọc Phụng. Nhạc sĩ Olysi 9,7, MC Quyền Linh 10, nhạc sĩ Lê Quang 10, ca sĩ Phương Thanh 9,9 và tổng số điểm là 76,4. Việt Tiến, MC Quyền Linh 9,7, ca sĩ Subin 9, nhạc sĩ Lê Quang 8,8, ca sĩ Phương Thanh 9,85, biên đạo Hiền Sến 9,25 và tổng số điểm là 74,35. 7 thí sinh đến từ hai nhóm đầu tiên đã có màn biến thân thần kỳ trong đêm chung kết hát kết hợp vũ đạo của dự án P336, thực sự gây bất ngờ và chinh phục toàn bộ hai ban giám khảo, nhận được điểm số rất cao cho những phần thi của mình. Nhỏ nhưng có võ, hai em út của chương trình đang giữ trọn hai vị trí đầu của bảng điểm tổng sắp hiện nay với số điểm 79 của cậu bé đáng yêu Thanh Hiển và 76,4 cho cô bé cá tính Ngọc Phụng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gương mặt khác đang chờ đợi để tiếp tục bùng nổ trên sân khấu chung kết của dự án P336. Những gương mặt nào sẽ tiếp tục tỏa sáng và gây bất ngờ? Bảng xếp hạng sẽ còn có những biến động như thế nào? Hãy tiếp tục chờ đón tập 6 phát sóng vào lúc 21:30 thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2017 trên HTV7.